Chào các bạn, bữa nay mình muốn giới thiệu một cái đề tài về kỹ thuật máy phát sóng single sideband, hay là viết tắt là SSB. Thì mình sẽ chia cái này ra làm nhiều cái video khác nhau và sẽ từ từ nói về những cái kỹ thuật dùng ở trong cái máy phát sóng SSB. Thiệt ra thì mình không thể nói tổng quát chung tất cả có nhiều cái loại cấu trúc hay là kiến trúc khác nhau. Thành ra mình chỉ nói về một cái hướng đi thôi, có lẽ cái hướng đi tương đối là phổ thông. Thì mình sẽ nói tổng quát trước rồi vào những cái chi tiết đáng để nói theo thiện ý của mình. Nếu mà các bạn có những câu hỏi thì cứ việc để vào phần bình luận, rồi tôi sẽ có thể giải đáp trong một trong những cái video tiếp tục sau đó. Thì trước nhất mình nói về single sideband tín hiệu, tiếng Việt mình tôi nghĩ là kêu là biến điệu giai tầng đơn, tức là mình chỉ đi ra một trong hai cái cái giai tầng. Thì như bạn biết, tiếng nói của mình đó, nó tập trung vào từ khoảng 100 Hz cho tới vào khoảng 7 kHz, tùy theo người ta. Cái tiếng nói tổng quát đó, nó từ khoảng 100 cho tới khoảng 800 hay là 1000 Hz. Rồi những cái năng lượng ở trên 1000 Hz, thường thường nó là những cái loại mình kêu là harmonics, tức là những cái tần số hài hòa của cái căn bản. Thành ra phần đông đó mình có thể dùng giới hạn tới khoảng 2 cho tới 3 kHz là mình có thể nghe hiểu cái câu nói. Nó có thể không có phân biệt được rõ ràng người này với người kia, nhưng mà đủ những cái yếu tố trong đó để mình nghe, mình hiểu cái câu câu nói. Và như vậy là người ta mục đích là dùng để trong máy viễn liên chỉ là bao nhiêu đó thôi. Nó khác với lại những cái loại truyền tin khác, chẳng hạn như trong một cái máy phát thanh tổng quát cho dân chúng xài thì mình cần có những cái tiếng nó có nhiều cái giai điệu hơn để cho người ta nhận ra, chẳng hạn như một người ca sĩ hát hay là một người sứ ngôn viên, mình có thể nhận ra giọng nói của người đó. Hay là trong những cái đài FM thì mình cần những cái sự trung thực cho nghe nhạc cần tới những cái tần số cao hơn, có thể tới 15 kHz chẳng hạn. Nhưng mà nói trong máy viễn liên thì tới chừng khoảng 3 kHz là mình chỉ cần tới đó thôi. Thì ở trong cái biểu đồ bên này tôi vẽ về tần số, biên độ và tần số, thì mình tượng trưng ở trong cái góc nhỏ này tần số rất thấp, như đã nói từ 0 cho tới vài kilohertz, cái đó là âm tần. Những cái tiếng nói đi từ cái microphone hay từ cái máy hát hay là từ những cái nguồn có tiếng bằng điện đưa vô trong máy. Rồi khi mà mình biến điệu, nếu mà mình nói biến điệu gì AM, tức là Amplitude Modulation, thì mình sẽ có một cái sóng mang và hai, tôi vẽ tượng trưng hai cái khúc này kêu là hai cái giai tầng đơn. Một cái là lower sideband, một cái là upper sideband. Lower là ở dưới và upper là ở trên. Thì cái này là như mình đã nói, nó là cái mình nhân hai cái cosine omega 1 nhân cho cosine omega 2, thì mình sẽ có hai cái thành phần, một là omega 1 cộng với omega 2, hai là omega 1 trừ omega 2. Nếu mà omega 2 là cái âm tần thì mình thấy rõ ràng mình có một cái sóng gọi là sóng mang cộng với lại cái gì, thì cái đó là cái giai tầng đơn phía trên, và trừ cái âm tần đó thì mình có cái giai tầng đơn phía dưới. Nói tổng quát thì trong cái hệ thống diễn liên nghiệp dư, tức là amateur radio trong thế giới, người ta thường thường người ta dùng upper sideband cho những tần số từ 10 MHz trở lên ha, và người ta dùng lower sideband ở dưới tần số 10 MHz.
chỉ trừ có một cái ở cái băng tần 60 thước và khoảng 5.3 MHz, người ta vẫn dùng upper sideband, nhưng mà cái này là nó chỉ có 3 hay 4 chỗ, 3 hay 4 cái tần số nhất định mà mình phải dùng. Thành ra theo quy luật thường thường thì mình dùng dây tần đơn bên dưới có những cái tín hiệu dưới 10 MHz và ngoài ra ở trên 10 MHz. Tuy nhiên, nếu bạn nghe những cái cuộc đàm thoại diễn liên từ những cái máy khác ngoài cái những cái cuộc đàm thoại của những cái người chơi radio nghiệp dư, chẳng hạn như những cái đàm thoại viễn liên từ trên một cái máy bay của một cái hãng, chẳng hạn như Vietnam Airlines chẳng hạn, khi mà người ta ra ngoài tầm của cái đài kiểm soát không lưu, người ta có thể kêu về trụ sở chính của họ, hay người ta có thể kêu về cái đài kiểm soát không lưu qua sóng cao tần. Bởi vì có những trường hợp những cái máy dùng để trong phi hành, khi mà mình đi ra khỏi cái vùng kiểm soát không lưu vài trăm cây số thì cái máy đó coi như là không sử dụng được, thì người ta phải đổi qua dùng cao tần. Một trường hợp nữa mà mình thường xài là ở Việt Nam, tôi thấy có những cái tàu hay ghe đánh cá họ chạy ngoài biển thì họ cũng liên lạc với lại những gia đình họ dùng những cái máy diễn liên ở trong cái và loại SSB này, thì họ kêu là máy ICOM hay là Yaesu hay là Kenwood vậy đó. Thì trong cái thách thức của mình á, thì mình thấy có hai cái, một là cái độ trung thực và hai là cái kiểm soát cái độ nhiễu ngoài cái băng thông. Có nghĩa là sao? Nếu mà mình có một cái máy mà mình khuếch đại mà cái tần số, cái tỷ số của cái đường khuếch đại nó phẳng thì tiếng nói nó sẽ được trung thực hơn. Nếu mà mình có một cái máy khuếch đại mà nó cho những tần số, nó cho độ khuếch đại khác hơn cho những tần số khác nhau, thì khi đó cái giọng nói người ta sẽ bị thay đổi nhiều và có thể không nghe được hay là nghe được mà không giống người thực. Thành ra khi mà mình nói tới những chi tiết, mình sẽ nói tới cái độ, nó kêu là ripple. Ripple có nghĩa là giống như là gợn sóng. Thì nếu mà mình vẽ cái đường biểu diễn theo tần số mà nó chỉ có cộng trừ chẳng hạn như 0.5 dB thì cái đó coi như tạm được, nó không có gì mà nó đáng nói. Nếu mà nó thành cộng trừ chẳng hạn như 2 dB thì có nghĩa là có điểm nó cao hơn cái điểm kia tới 4 dB, tức là 3 dB là gấp đôi về công suất. Thành ra cái đó là coi như rất khó nghe hay là nghe không có được trung thực lắm. Thì cái đó là một cái điểm. Cái điểm thứ nhì rất là quan trọng, đó là mình phải kiểm soát những cái nhiễu sóng ngoài cái băng thông. Như đã nói, giả sử như mình muốn dùng USB thì những cái năng lượng ở trong cái giọng nói của mình, khi mà mình đẩy lên trên đó, mình chỉ muốn nó vô trong đây mà mình không muốn nó ra đây hay ra đây. Bởi vì khi mà mình đi ra khỏi ngoài cái băng thông của mình trở thành một cái nguồn nhiễu cho những cái cuộc liên lạc khác. Và trong những cái quy ước của nhiều cái quốc gia, trong đó ở bên Mỹ thì người ta dùng cái cơ quan mà người ta kiểm soát cái này, người ta kêu là FCC, tức là Federal Communication Commission, tức là ủy ban mà về liên lạc cho liên bang. Thì người ta có định những cái sức mạnh của những cái tín hiệu nhiễu. Mình không thể nào mình bỏ hoàn toàn những cái tín hiệu nhiễu, nhưng mà người ta có cái quy ước là nó phải là 43 dB dưới cái mức trung bình ở đây. Thì 43 dB này nếu mà mình đổi qua thành sức mạnh đó thì nó bằng khoảng 1/20,000. Có nghĩa là nếu mà bạn cho 20 W trung bình ở đây thì cái tín hiệu này của bạn không được quá 1 mW, tức là 1/20,000. Đó là tương đương với là 43 dB down, tức là 43 dB xuống. Đó, thì nói chung chung,
khi mà mình vô ở trong cái khoảng cách này 3 kHz từ đây tới đây thì mình không có nên ngoài cái băng thông đó mình không được đi quá 1 mW. Tới đây tôi xin tạm dừng phần 1 và mình sẽ đi vào phần kế tiếp. Mình nói về kiến trúc của một cái máy SSB.